để ra. Có những kỷ niệm từ lâu anh em ta đã để qua, quên đi cái khoảnh khắc mỗi ngày đều là một điều lạ. Thời gian không ở gần nhưng sao lại chẳng thể xa, chạy quên thời gian về lúc mình còn vô khăn quàng, chơi cảnh sát bắt cướp còn vui hay nhận được 100 ngàn, chạy nhiều thì khát nước túi nên tranh ở góc ăn bàn. Ông còn nhớ hồi trước tay của lớp là nhóc văn hoàn không, ai là người biết lớp tao chúng mình đã từng ghi ra như dòng lyric x for number one. Và ông là người cùng tôi đọc ra những lời rất đầu tiên, dù biết rằng sẽ chẳng ai thích thời gian như dòng sông. Trở ra ngoài xa thì tôi mới bắt đầu trông về quá khứ tôi và ông. Nếu như có món quà ông trời cho thì tôi sẽ cùng ông trở về hồi đó để đá bóng đến cầu lâu. Wow, lắm buồn nào rồi lắm phiền muộn, bao nhiêu từ đường chuyện trong ngày, lắm chuyện buồn chạy ra suốt đoạn đường. Hôm qua là vương cho con đường hôm nay, đói cồn cao nhiều bước tức dồn vào. Nhưng xung quanh ta có những người anh em, lắm nụ cười và những tấm lòng thành. Năm giờ tôi thường luôn gọi trong tay. Đến đại học anh em ta mới hỏi thăm nhau qua vài dòng tin nhắn, giờ này có mình giỏi chăng, em đã vẫn còn ở đó hay đã biết rồi chăng. Anh em cùng lên nhóm nhạc mà đã làm được phải căng, cùng nhau mà dân chơi, cùng nhau mà dây mai, cùng nhau lời viết lời để ăn chơi để ngây hay, cùng nhau người mày mò thật thụ ở đây đây gai, cùng lên sân đấu là một chiến binh phía xa thật đầy ba. Yeah, ghi con đất hai không làng hỏi đất hai mong là thân thân nói chuyện mà chẳng có dài dòng. Nhà chỉ kiếm được vài đồng là luôn có tài năng, nhưng chỉ vì công chúng quan điểm mà dặn nhau mất tài năng. Yeah, có mặt trước và mặt sau, sau bao năm cũng hẹn nhau uống nước gặp nhau. Ta có thể xa những âm nhạc sống cùng dòng kinh nhục rap 602 thằng bạn sống cùng phòng. Lắm buồn nào rồi lắm phiền muộn, bao nhiêu từ